vì sao Tổng cục 2 có lãnh đạo mới? Có phải Tổng Bí thư Tô Lâm càng xa lầy hơn hay không? Truyền thông nhà nước đưa tin Tổng cục 2 vừa có sự thay đổi nhân sự lãnh đạo Tổng cục trưởng. Theo đó, Bộ trưởng Phan Văn Giang đã trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ để Trung tướng Trần Công Chính thay thế Trung tướng Phạm Ngọc Hùng trong vai trò Tổng cục trưởng Tổng cục 2 Bộ Quốc phòng. Quyết định vừa nêu xảy ra sau hơn một tháng vào ngày 29 tháng 9 khi Tổng Bí thư Tô Lâm đến thăm và làm việc với Tổng cục 2. Tổng cục Tình báo Quân đội, Tổng cục 2 là một cơ quan trọng yếu trong lĩnh vực tình báo quân sự, là cơ quan nắm bắt thông tin chiến lược và hoạch định chính sách quốc phòng, bảo vệ an ninh quốc gia. Nguồn tin nội bộ cho biết Tổng cục 2 đặt nặng vấn đề theo dõi nội bộ hơn là công tác tình báo ở nước ngoài. 70% công việc là điều tra, thu thập thông tin về các đồng chí lãnh đạo trong đảng và chỉ có 30% là điều tra về những vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia. Tuy nhiên trước đây, ông Tô Lâm và Bộ Công an không có thẩm quyền điều tra và xử lý với giới chức tướng lĩnh quân đội. Theo giới quan sát, tuy Tổng Bí thư Tô Lâm là Bí thư Quân ủy Trung ương nhưng cho đến nay, ông vẫn chưa thực sự kiểm soát được hoàn toàn quyền lãnh đạo với phe quân đội. Bởi số đông các tướng lĩnh quân đội thân Trung Quốc đã và đang tìm cách cản đường ông Tô Lâm, nhất là tân Chủ tịch nước Đại tướng Lương Cường. Trong lễ trao quyết định của Thủ tướng bổ nhiệm Trung tướng Trần Công Chính giữ chức tân Tổng cục trưởng Tổng cục 2, Đại tướng Phan Văn Giang đã yêu cầu cần có chủ trương đối sách phù hợp để bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ sớm, từ xa, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ. Đây có thể là một chỉ dấu cho thấy Bộ Quốc phòng hay phe quân đội đã tin tưởng tín nhiệm Trung tướng Trần Công Chính hơn cựu Tổng cục trưởng Tổng cục 2 Phạm Ngọc Hùng. Về lý do của việc thay đổi lãnh đạo Tổng cục trưởng Tổng cục 2, truyền thông nhà nước Việt Nam giải thích rằng do liên quan đến an ninh quốc gia nên lý do không được công khai để đảm bảo tính bí mật. Nhắc đến Tổng cục 2, Tổng cục Tình báo Quân đội không thể không nhắc đến Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, một trong những nhân vật quan trọng lực lượng tình báo và an ninh quốc phòng của Việt Nam. Ông Nguyễn Chí Vịnh từng giữ chức vụ Tổng cục trưởng Tổng cục 2, phụ trách chỉ đạo về tình báo chiến lược cũng như công tác đối ngoại, quốc phòng của nhà nước Việt Nam. Theo giới thạo tin, Phạm Ngọc Hùng tức Hùng Tút từng là cấp phó cho tướng Vịnh trong Tổng cục 2 trước đây trên cương vị Thứ trưởng Bộ Quốc phòng vào năm 2014. Nguyễn Chí Vịnh đã từng đưa Hùng Tút đến nắm chức Tổng cục trưởng Tổng cục 2. Được biết, tướng Phạm Ngọc Hùng chí trá, thức thời hơn Nguyễn Chí Vịnh trong việc trung thành với cấp trên. Tướng Nguyễn Chí Vịnh là người chỉ tận tụy duy nhất với cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ngược lại, Hùng Tút được theo phương châm gió chiều nào, che chiều đấy, không trung thành với ai lâu dài cả. Theo giới thạo tin, Trung tướng Phạm Ngọc Hùng đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đại tướng Phan Văn Giang tạo điều kiện cho ngồi ghế Tổng cục trưởng Tổng cục 2 với thời gian dài kỷ lục đến gần 10 năm. Tuy nhiên, mới đất nhây, nguồn tin của Thời báo.d tiết lộ Tổng Bí thư Tô Lâm đang ở trong thế bị bao vây và các quân bài nhân sự cấp cao của Bộ Quốc phòng đã được lật ngửa. Những thỏa thuận của ông Tô Lâm trước đây với Hùng Tút đã bị Tổng cục 2 phanh phui. Điều vừa kể trên hoàn toàn phù hợp với thông tin việc bổ nhiệm Trung tướng Trần Công Chính giữ chức tân Tổng cục trưởng Tổng cục 2 là do hai ông Phạm Minh Chính và Đại tướng Phan Văn Giang quyết định. Quý vị và các bạn theo dõi bản tin vì sao Tổng cục 2 có lãnh đạo mới, có phải Tổng Bí thư Tô Lâm càng xa lầy hơn hay không? Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo, chấm đề. Tổng Bí thư Tô Lâm và kế hoạch truy đuổi di sản nhân sự của Nguyễn Phú Trọng. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm được cho là có công rất lớn trong việc trợ giúp cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công cuộc đốt lò. Tuy nhiên, với quan điểm, chủ trương và kể cả hành động của ông Tô Lâm gần như trái ngược với ông Nguyễn Phú Trọng. Đây chính là lý do ông Tô Lâm đã không được ông Trọng tin tưởng và lựa chọn trong danh sách nhân sự kế cận cho ghế Tổng Bí thư. Ông Tô Lâm đã ý thức rất rõ điều này. Khi sức khỏe của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có vấn đề, lập tức ông Tô Lâm và phe cánh đã tiến hành cuộc đảo chính không tiếng súng với mục đích là tiếm quyền lãnh đạo trong đảng. Việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đột ngột qua đời khá bất ngờ, cũng như việc Chủ tịch nước Tô Lâm được ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ định làm nhân vật kế cận tạm điều hành đảng cũng có nhiều điều
khuất tất. Theo quy định của Đảng, vị trí thường trực Ban Bí thư được coi là Phó Tổng Bí thư của Đảng sẽ thay thế ngay lập tức cho ông Tổng Bí thư khi ông Trọng vắng mặt kéo dài. Đây chính là nguyên nhân của mọi nguyên nhân đã khiến cho Đại tướng Lương Cường bất bình và kéo theo một bộ phận tướng lĩnh có biểu hiện phản đối. Trong lễ quốc tang của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều biểu hiện chống đánh xuôi, kèn thổi ngược giữa Lương Cường và Tô Lâm. Nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam lúc đó đã chia rẽ sâu sắc hơn. Mối quan hệ giữa ông Tô Lâm với một bộ phận tướng lĩnh quân đội, cộng với số đông lãnh đạo cấp cao trong Đảng, vốn là di sản nhân sự của ông Trọng, không ủng hộ Tô Lâm cũng đã nhanh chóng hình thành. Hình ảnh ông Tô Lâm với vẻ mặt đầy lo âu vào thời điểm hết sức bấp bênh hôm 20 tháng 5, khi Quốc hội chuẩn bị bầu ông Tô Lâm làm chủ tịch nước. Trong lúc đó, ghế Bộ trưởng Bộ Công an chưa có phương án xác định rõ ràng ai sẽ là người được ngồi thế. Tuy nhiên, Tô Lâm đã không hổ danh là ông trùm an ninh, mật vụ và hàng bậc nhất của Việt Nam. Chỉ trong vòng hơn 2 tháng với nhất đi táo bạo, vào ngày 3 tháng 8, Chủ tịch nước Tô Lâm đã giành được ghế Tổng Bí thư. Trước, trong và sau Hội nghị Trung ương 10 khóa 13, vào trung tuần tháng 9 năm 2024, sự chống trả từ di sản nhân sự của Tổng Trọng với ông Tô Lâm đã tỏ ra công khai và bài bản hơn với sự chống lưng của Bắc Kinh. Di sản của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để lại đáng chú ý là công cuộc chống tham nhũng và những nhân sự được đánh giá là hết sức tồi tệ. Kết quả đã có rất nhiều quan chức cấp cao, kể cả các tứ trụ ủy viên Bộ Chính trị đã bị kỷ luật hoặc truy tố cùng một khối lượng không nhỏ, các quan chức cộng cán đã bỏ trốn. Vào ngày 30 tháng 10, Ban Nội chính Trung ương cho biết các cơ quan chức năng đã vận động đổ thú và truy bắt được 9 người bỏ trốn ra nước ngoài trong những vụ án tham nhũng trong năm 2024. Theo Phó Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Hữu Đông, Ban chỉ đạo sẽ tiếp tục yêu cầu cơ quan quyết liệt vận động đổ thú, truy bắt dẫn độ những người bỏ trốn ra nước ngoài về Việt Nam. Mới đây nhất, bà chủ tiệm vàng Phúc Hằng ở Hà Nội đã bị cảnh sát Hy Lạp bắt giữ tại phi trường Athens vào ngày 28 tháng 10, theo lệnh truy nã của Bộ Công an Việt Nam, với cáo buộc buôn lậu số lượng lớn vàng từ Campuchia về Việt Nam là một ví dụ cho chiến dịch này. Đây cũng chính là lý do Bộ Công an Việt Nam truy nã gắt gao bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bằng mọi giá. Theo giới quan sát, bị án Nhàn IC là chìa khóa mang tính then chốt để Tổng Bí thư Tô Lâm có đủ điều kiện xử lý triệt để tận gốc một số đối tượng không nhỏ, các quan chức chưa bị lộ. Đây là những quan chức lãnh đạo cấp cao nhất thuộc di sản nhân sự do Nguyễn Phú Trọng để lại và cũng là các quan chức lãnh đạo Việt Nam đã và đang chống lại Tổng Bí thư Tô Lâm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Tổng Bí thư Tô Lâm và kế hoạch truy đuổi di sản nhân sự của Nguyễn Phú Trọng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de